Bánh tiếp ăn hải đi lao mà có thể bạn chưa biết, ai biết rồi thì có cho vui nha mọi người ơi. Dịp 5-6 tháng trời tôi chưa được ăn hải đi lao thì hôm nay tôi xin lan tỏa cơn thèm, hoặc là share cho mọi người các tiếp ăn hải đi lao. Một là nếu bạn đi ăn ít người và chỉ muốn ăn hai loại lẩu, thay vì chọn lẩu 2 ngăn thì mình vẫn chọn lẩu 4 ngăn, nhưng mà chỉ chọn hai vị còn lại để trống. Vì nếu để ý kỹ thì giá của nồi lẩu 2 ngăn đắt hơn so với nồi lẩu 4 ngăn mà chỉ ăn 2 ngăn. Này thì dành cho ai muốn tiết kiệm nha. Hai là lẩu cà chua là lẩu được mọi người yêu thích nhất. Tại buffet có một món là thịt bò bằm. Hãy lấy một chén về chen cùng với nước lẩu cà chua, ta nói nó xuất sắc lắm luôn. Thứ ba là công dụng của hai ngăn trống. Để trộn tất cả mọi thứ, những món mà như phá lấu sẽ có mùi. Dùng ngăn nước sôi để trộn để giảm bớt mùi trước khi cho vào lẩu. Số 4 là nhất quyết phải order bánh bao chấm sữa ngon xuất sắc luôn á. Đây là món khai vị nhưng mà ăn ít thôi nha, ăn nhiều no ráng chịu. 5 nếu như nước bị tính phí thì chè kem sẽ được miễn phí. 6 là có cổng sạc iPhone ngay trên bàn. Thì kiếm vòng tròn màu đen ở trên bàn và đặt iPhone vào đó, iPhone sẽ tự động sạc khi bạn đang ăn. Đây là free làm nail và được tặng bắp rang bơ mang về. Người nhớ hỏi nhân viên khi kết thúc bữa ăn nha. Cuối cùng là thay vì gọi điện đặt trước, mình sẽ chọn cách là phi ngay đến, hơn là sẽ được vào luôn không phải chờ đợi. Mà có tổ chức tiệc tùng thì